sau đây là hướng dẫn scan qr code các bác có thể để ý đến ứng dụng camera mặc định đúng không ạ một số dòng điện thoại à, camera mặc định sẽ hỗ trợ quét qr code Bạn mở ứng dụng camera ra ok đó sau đó đưa camera lại gần Đấy, qr code thì cái qr này có thể là được in ở giấy dán tường treo ở cổng bệnh viện cửa ra vào các khách sạn đó để chị ạ thử lại nha ok đấy nó hiện kết quả lên đây bác bấm vào đó là sẽ ra cái đường link để khai báo y tế tự nguyện để chưa ạ và điền thông tin thôi là xong đây là cách thứ nhất Cách thứ hai trong trường hợp mà ứng dụng camera mặc định của các bác không hỗ trợ quét QR code Thì các bạn Thì các bác mở ứng dụng Play Store Hoặc là Apple Store chưa? Sau đó Tìm ứng dụng uh, Scan QR Có Scan Gọi là QR code Được chưa? đó có rất nhiều ứng dụng các bạn có thể tải một ứng dụng bất kỳ về này. sau đó thực hiện như bình thường ok chưa ạ